Hai các bạn, hôm nay thứ bảy mình sẽ đưa các bạn đi chợ Target, là chợ chợ Mỹ nha. Chợ này bán đồ cũng là trung cao cấp, bán đồ cũng chất lượng, tương đối chất lượng. Target, Target thì cái tên tiếng Việt đó là mục tiêu á. Nhưng đây đi kiếm mua cái bàn ủi, còn mua đồ ăn sỉ đi chợ Costco hết trơn rồi. Đây em ơi, chào mọi người đi. Chào. Hello, hello các bạn, hello gia đình. À hello mấy đứa con gái. Đã hôm nay thứ bảy mẹ với ba với mình đi chợ Mỹ để kiếm mua bằng ủi về mẹ ủi đồ. Rồi sao có tối sữa mẹ mua sữa luôn. Rồi đi vòng vòng chơi. Thôi giờ theo chân gia đình thì chân mình vô chợ Mỹ thôi như thế nào nha. Hôm nay chợ Việt Nam có bằng chợ Mỹ. Bên kia thấy chữ in không nè, Minh nhìn chữ in ở trên kìa, ở này vô ở kia ra, không lấy cái xe đẩy hả? Có cái gì khách quan tại đi thẳng dưới kia đi, thẳng dưới kia kìa. Đi từ từ. Đây quần áo, mắt kính 10 đồng một cái. Em coi cái nào hợp với em coi cái nào. Thử cái này coi làm sao. Ở đây coi kiến nè. Lự không ông sao? Cái này nè, bướm. Xếp lại Minh, xếp lại máng lên. Cái này thì nó không có được đẹp bằng cái nãy. Em thấy cái màu hồng, coi có màu. Ở đây nè. Nè cái này nè sao? Đeo mấy cái kính này dính vô nhìn như giống như là mắt rùi vậy. Chưa đâu, chưa có chọn được đó. Đi quần áo quá đó. Ở đây quần áo nhiều lắm mấy bạn ơi. Nè, máy kính nữ nè. Em thích máy nhẫn cho nó nhỉ. Bỏ cái khẩu trang xuống coi đẹp có hợp không? Ừ. Đồ nữ.
Cái này chưa? Chưa. Đừng có đeo cái màu đen, đeo màu sáng cho nó trẻ. Ồ, làm giống như là diễn viên luôn á, nghệ sĩ luôn á. Để lên kệ đi, xếp lại để lên kệ. Không được à? Không, cái này làm chi? Cái này nè. Được không? Thấy được không? Rồi, xoay, đợi coi coi. Xoay quanh đây. Thấy sao? Cũng chưa có, chưa có đẹp lắm. Lật lọt. To quá rồi. Xếp lại để lên mình. Để lên. Cái này coi thử mở ra đeo không? Bên đây thì dài, bên đây là cái dãy, bên này là quần áo. Đồ này đồ cũng bình dân nữa các bạn, 16 cho tới 25 đồng. Cái dụng cụ văn phòng. Quá trời rượu. Sữa đó bán khu đó ở đâu đâu. Quá trời luôn. Rượu bia. Mình thì đâu thèm rượu đâu. Mình chỉ bia thôi. Sữa không thấy đây. Sữa nằm chỗ khác ha. Cái này là chất thức uống có cồn không? Cái thùng kem này nè, cái thùng kem này ở nhà hết nè. Mua thùng kem này nè, chocolate kìa.
có cái đùng đó đó. Cái này hả? Ờ đúng rồi, sô cô la. Ờ đúng rồi. Nó có thùng kia ăn không ngon. Pizza. Bên đây cà phê. Món gấu là bên này nè. Đồ thức ăn cho chó. Chó ở đây nè. Chó thì nó có đồ ăn riêng nha các bạn. Gấu nó ở Việt Nam nó còn ăn chung với mình, còn qua đây là phải có được bacon nè, thức ăn cho chó nè. Bacon cho chó. Nè nè, cái này bacon của nó nè, cái này là bịch này nè, bịch này 15 đồng nè. Này tôi mua bịch nhỏ này 3 đồng, mua bịch lớn thì lợi hơn nè. Bịch này 10 đồng nè. Bịch lớn này là 13. Nó đằng gấu nó ăn cái này nè. Nó thèm lắm. Đủ loại hết. Cái loại đó mà nó giống. Cái này cái gì mà bên Việt Nam mình ăn cho nó khác nè. Đồ chơi cho chó. Phải đâu. Đủ chứ. Đang tìm. Này mấy cái bịch này, mấy bịch lớn thì nó ăn thường ngày đó. Nó mày mua nguyên cái bịch lớn này nè. Nó mua nguyên cái bịch lớn này nó ăn đâu cả tháng luôn. Xong cái bacon là nó thích riêng cái bacon đó. Nuôi chó giống như nuôi đứa nít vậy. Bằng ủi. Mình nói nè, mình mua gì? Sticker là gì? Mua gì? Sticker là gì nữa? Hình dáng nữa. Hình dáng này không có đây đâu. Chỉ có tiệm tạp hóa kia thôi. Ở khu nãy à? Chỉ có tiệm tạp hóa thôi. Đồ ăn thức uống. Thật. Tầng dưới và bây giờ mình đi lên trên lầu nha các bạn. Lên trên lầu thấy thêm một tầng nữa.
Hello. Thấy chưa cái bằng ủi chưa? Ủa sao kỳ vậy ta, nó báo là ở đây mà. Để kiếm cái đồ, để kiếm khí điện máy coi. Ừ, nó báo là nằm ở đây mà. Nó bảo tới Big Cup ở Westminster mà. Cái chợ Target này nó nằm ở đường Bonsa với nằm gần cuối đường Bonsa nha các bạn. À, mấy cái đồ nữa nè, kiếm nhiều dòng đồ kim khí điện máy.
túi sách. Mấy gian hàng đồ chơi. Ủa sau này cũng có cổng ra nữa nè ta. Ừ. Nên mình nhớ mình đang ở trên lầu mà. Mình trên lầu mà. Ở đây không có thanh toán dưới đất rồi. Nếu mà thanh toán ở đây cứ mình ra ở cổng này luôn, ở đây. Ừ. Ủa này trên lầu mà sao kỳ vậy? Mình lấy gì đâu phải không? Mình đang mua đồ giá rồi đúng không? Cái này sách không à? Và coi coi tivi có nào hạ giá không? Laptop.
600 mấy, 65 inch, 65 inch 700 đồng, 549 đồng. Rồi có cái nào sale 400 mấy đồng, chưa có cái nào sale 200 mấy. Ba trăm mấy. Cái 50 inch nè. 299 đồng nè. 4K luôn. Có cái này. Có cái này vừa nè. 300 đồng. Nhưng mà cái hiệu này hiệu không bằng Samsung, nó là Element. Element với Samsung. Ở trên Visual. Nè, có TCL Trung Quốc nè. Rồi Samsung 43 inch kìa, 299 đồng ở trên kìa. Có cái đó vừa có phòng mình, còn cái trong cái phòng mình nó lớn quá, mang ra phòng. Lớn đã vậy nó. Ừ, 43 inch. Vài rồi. Chừng nào để nó sale mua. Có đợt sale nha các bạn. Nó sale xuống còn tới nửa giá thôi. Thôi mình đi xuống dưới mình ra cổng đi. iPhone 11 à. Để coi nó để, có để vậy không? Có để đây không? iPhone 11 Pro. Có cái trơn rồi, không mua hết rồi. Không còn có cái nào hết vậy. Ồ mấy cái lo Bluetooth nè. JBL à. Khủng lắm, chất lượng lắm, đặt hàng hơi lâu một tí nhưng mà chợ gửi về to như thế này đó. Rồi sao nhỏ xíu. Bose. Còn có cái Samsung ở đây gì kìa. Cái này ba mua đúng không? Cái Samsung gì hết pin luôn má ơi. Nó là Galaxy S20 nè. Cái này là cái nhỏ, là còn S20 cộng là nó to. Cái hôm bữa mà nó hôn nó tặng á, mở mạng là nó tặng. Đây chỉ còn áo quần áo thôi. Ừ. Giường trẻ em đó. Có luôn hả? Tôi hỏi mày, thí dụ nó vô đây nó làm bậy rồi sao? Tại vì người ta nói là hả? Nó già.
Tại vì hai thường người ta là hai vợ chồng riêng con chó, hiểu không? Ta đi ở nhà không có ai hết trơn. Cái thằng gấu nhà mình nó đi nó lôi cho lóc chóc. Bữa nào dẫn nó vô thử coi. Ôi cái đồng hồ bự kìa. Cái đồng hồ này cứ nhờ mình chéo luôn. Ừ. Bác cho con đi xuống dưới trước đi. Thôi trời, để chung chứ. Này, cầm cái này nhẹ ra để ba cầm kem cho. Có áo thun nước Mỹ này bao nhiêu vậy? Đồ Goodfellow. Hiệu Goodfellow. Áo thun đẹp đó. Áo thun trắng hình nước Mỹ. À, cái nón này, cái áo này ok luôn ha. Ừ. Và giá như thế nào? 99 sen. 9 đồng 9 là 10 đồng. Cái áo hả? Ừ. Nón này đẹp ghê rồi. Wow. Tôi có mua một cái nón của ông Trùm rồi. Cái nón của ông Trùm luôn. Nó kéo thùng to đục. Công ty này công ty Goodfellow nha các bạn. Đây nhãn hiệu Bình Dân. Có gì? Sữa bên này nè. Không lấy sữa hả? À. Resume. Mỹ hay Trung Quốc ai biết. Trời ơi. Dầu gõ đô nè. Thôi đô gõ gạo lắm. Không có xin xiêu luôn chạy. Công nhận đi. Cái này gì bên Việt Nam mình đưa gõ. Dầu dừa Hemel Essential Sale Pantene Coconut Pantene 4 đồng 7 đồng. Head and Shoulder. Ừ. Ủa nhà còn mà. Đâu có, Head and Shoulder mình đâu có đâu. Nó mọc tóc nè. Này mấy đồng? Lasik Clean nè, 10 đồng nè. Chai lớn này 10 đồng. Ừ. Chai này 5 đồng nè. Nè cái chai này em đưa em gọi em bữa không có gạo nè. Ừ. Ở nhà mình còn chai nữa đúng không? Ừ. Thôi vậy có mua hết này sao được không? Mua cái đi. Con này táo không? Cái này mùi táo không? Con này mùi gì ạ? Nè mùi táo nè. Táo xanh nè. Apple green. Green apple. Okay. Rồi đi mua sữa. Nãy tính đi mua ăn ủi thôi mấy bạn, vô đây. Vô đây thấy đập lâm. Đồ đảo quá cái gì. Ủa cái xe của ai vậy? Chà, không ở xe sách luôn. Cái mua bằng ủi sách tùm lum. Mua cái hộp giấy này, mua giấy đến xe. Hàng đi kiếm sữa đi.
sắp hết trường. Phát phi miêu, uống cái này đi. Cái đó gì vậy? Uống này cho nó tăng cân đi. Uống này cho bò cho để tôi cầm cho lại. Thôi ra tính tiền. Tôi bảo đảm mua bảo đảm bà không có học không có không mua giấy lên xe. Không có mọc nổi đâu. Sai. Cái này phải hộp giấy không? Phải không đó. Anh coi coi. Lấy cái hộp kia kìa, hộp mở kia kìa. Bên đây nè. À đây mấy cái bịch này khăn lạnh nè. Lấy khăn lạnh hả? Ừ, mấy này nó lột ra khăn lạnh nè. Đây là hai bịch. Nó tên đi đâu anh? Lột mới rút khăn lạnh ra xài nè. Để lên. Thôi đi tính tiền thôi. Tiền ở đây đâu? Ra phía sau nè. Để đi. Những cái xe. Bỏ vô hồi mình đẩy ra xe nữa. Tính mua và ngủ cái nó lòi ra đủ thứ. Đồ. Nhà đầy đủ chưa? Đồ hộ tùng rồi. Đồ. Đầy đủ. Mai mốt cô Út gửi qua cùng đồ. Nãy thấy áo đầm đẹp mà không dám mua, Út nó gửi quá trời. Bên đây món ta. Ở đây là nó cho bịch luôn á. Ừ. Ở trên trần cao quá trời camera. Đen nè. Bỏ lên đi. Kia. Ừ, lấy đi. Cầm ba tính tiền. Đừng có để cái tay lọt vô.
sen nha mấy bạn. Thôi đã tính tiền xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình ra xe về nhà thôi. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha, cảm ơn gia đình. Cảm ơn mấy đứa con thân yêu. Thì chợ Mỹ thì giá cả thì nó đắt hơn tới chút xíu, nhưng mà hàng ở chất lượng. Bên đây cũng tiền nào của đó các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại, hẹn các bạn trong cái video tiếp theo ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào. Chào bạn. Bye bye.